Mình hiện tại đang sửa một cái bo mạch, mình đoán là bo mạch của quạt Mitsubishi, nhưng mà mình cũng không rõ nó là cái model gì, bởi vì ấy, mình nhìn qua thì nó chỉ có ba con check cho ba số tốc độ là thấp, vừa và cao thôi, và dây com chung thôi, chứ nó lại không có SV kép đảo gió mọi người ạ. Nhưng thôi cứ kệ thôi. Với cái lỗi bạn này bảo ấy, đó là quạt này bật bằng các phím thì không bật được, nhưng bật bằng điều khiển thì bật lên được, nhưng mà nó cứ nhảy loạn các bạn ạ. Nó cứ nhảy loạn ở hẹn giờ, cái slap hay sao, những cái đèn slap là cái hẹn giờ là cứ nhảy loạn lên. Thì cái lỗi như này thì mình đang phán đoán ấy, là khả năng là phím hỏng, phím chập, phím timer, à phím phím đây này, up time này này, slap này, khả năng nó bị chập, nó cũng xảy ra thế. Ở đây mình có thấy có một số nút này, on up này, thay đổi tốc độ này, rồi là hẹn giờ tắt này, hẹn giờ mở này, nó có những cái phím như thế nhá. Thì mình có ghi điện qua này, ghi điện kêu tít ok nhá, và mình ấn on ở đây này, không bấm được nhá mọi người nhá, cũng không bấm được, không bấm được phím nào thật, nhưng mà dùng điều khiển nhá. On ok này, đã có đèn nao sáng này. Tiếp theo đèn mu này, 2 này. Tắt ok này. Bật ok nhưng không thấy loạn nhé, nhưng bạn ấy bảo là bật như này nó cứ loạn. Bạn ấy còn các bạn ý nó có nét đỏ này là bạn ấy đã thay đấy các bạn ạ. Đã thay led, bởi vì led nó hẹn giờ nó cứ nhảy loạn, led là một này. Và cái nữa bạn ấy còn kiểm tra cả đến mắt nhận, rồi tụ lọc các thứ này mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ thử kiểm tra qua xem nó bị lỗi như nào. Không ấn được phím nào, vô lý thật. Thì không ấn phím nào, có thể là do phím nó không không tiếp xúc. Nhưng mà phím rất tốt này. Mình đang thử đúng cái phím on up thôi. Những phím khác ra nào. Cũng ok. Nhưng cứ cấp nguồn phím thì nó lại kêu tít tít chứ. Kệ thôi, nó xông điện cho nhau rồi. Như vậy các phím bấm rất ok mà sao này nó lại không bấm được phím nào, buồn cười ghê. Bây giờ mình sẽ tháo tất cả các phím ra, đôi khi phím nó giò. Một phím này, hai phím này, ba phím này, bốn phím. Đây mình thử xem nó có giò nhé. Để giò thì mình để thang đo nhân 10 10k để đo được độ giò cao nhất mà. Bạn này để mình lâu lắm rồi thì có khi nó tự nó khô rồi, nhưng mà đang không bấm được phím nào nhá, mặc dù là không phải phím hỏng này, không hề chạm gì phím luôn nhé mọi người nhé. Đó, không phím nào chạm cả, ấn thì nó sẽ chập, các bạn thấy không, mình đang ấn một cái phím này này. Đó, như vậy là lỗi gì mà lại không bấm được phím nào các bạn ạ. Để mình sẽ kiểm tra qua các loại đèn báo này xem thế nào. Các bạn đã động đến khá nhiều đèn này này, bởi vì đèn nó nhảy loạn mà. Con này mình chưa gặp trường hợp là chập led mà lại phím không bấm được. À, phím loạn đó các bạn ạ. Mình thử lại nhá. Vẫn on ok để thử từng các đèn một này. Đèn này sáng này, sáng này. Đèn trên cùng cũng sáng. Ok, timer xem nào. Hai ấn cái hai cái sáng luôn. Như vậy là có vấn đề không? Đây này, cái đèn này vẫn sáng này. Đấy, bấm cả hai cái đèn này sáng luôn. Không rõ là cái đèn này có lỗi không, đèn dưới cùng ấy. Tắt này, còn đâu time on lại phải ấy cái kia cơ. Không ấy, không ấn được ở đây các bạn ạ. Đây là hẹn giờ mở các bạn ạ.
Đó, nó lỗi nó như thế nhá, để mình thử xem nào, xem tìm ra được không. Đây là mọi người đã tìm ra được nguyên nhân và mình đã xử lý rồi này. Mình đang thay 1, 2, 3, 4 con phím luôn. Bởi vì trong cái phím này là có phím chập. Chả qua mình khi mình tháo nó ra nó nóng lên ấy, thì nó sẽ tách. Nó sẽ tách ra nhá. Nguyên nhân con này là chập phím và mình sẽ nói cho mọi người cụ thể là chập con phím nào. Thì đây nhá, mình sẽ ghim điện vào, chúng ta sẽ thấy này. Là nó đang chạy ok bằng on, bằng phím nhá. On đây nhá, chúng ta thấy cái đèn nó sáng này. Tốc độ tiếp, tốc độ tiếp, tốc độ tiếp này. Tốc độ tiếp này, hẹn giờ này. Hẹn giờ ok nhá mọi người nhá. Đó. Nhưng mà mình chưa hiểu sao cái đèn này nó lại không sáng. Đấy. Rồi, tắt này. Rồi hẹn giờ mở đây. Đó, nó có ba cái và thợ và cái bạn chủ bạn đã thay cái đèn màu đỏ cũng chẳng sao cả nhá. Chưa hiểu cái đèn này tại sao không sáng. Đó. Và bây giờ mình sẽ giả lập cho mọi người là nó như vừa nãy này. Chờ cho nó hết đã. Nguyên nhân con này là chập phím on time mọi người ạ. Nên nó nhảy cái loạn này lên, bạn ấy có thay đấy các bạn ạ. Bây giờ giả lập mình chập này. Thế nào, tại sao mình biết mình giả lập chập là mình ấn giữ nó mọi người nhá, để nó trở lại bệnh như cũ như ban đầu ấy. Thì on này, khi bật như này thì khi bị chập đấy thì không phím nào bấm được cả thì các bạn nhá. Và bấm bằng điều khiển thì ok, chúng ta sẽ thấy này. On ok này. Chúng ta sẽ thấy nhá, ba số tốc độ ok. Nhưng bây giờ mình bắt đầu chuyển hẹn giờ tắt thì chúng ta sẽ thấy hai cái đèn này nó sáng, cho mình xem. Ờ, lại không phải hai đèn sáng nữa. Vừa nãy là hai cái đèn này cùng sáng cơ mọi người ạ. Ờ, không sáng nữa. Mình giữ như này thì mình bật ấy là cả hai cái đèn này cùng sáng như lúc đầu luôn cơ. Ờ, sao hay là do nè, hay là ở cái phím này. Cũng không phải. Thế thế là nó là cái phím nào đây nhỉ? Mình vừa làm cho nó cả hai phím ấy cùng chạm được cực bi cơ. Nó tự tắt đấy. Ờ, không sáng được nó nữa. Tóm lại là con này là do chập phím. Và cái kiểu phím như này thì nhanh chập là đúng. Do một cực này và một cực này nó quá gần nhau mọi người ạ, nó lâu ngày quá mà cái chân này mình thấy chân nào con nào chân nào nó cũng xỉn, nó cũng xỉn, do mình tháo nó ra nó tách rồi, nhưng mà để ẩm thấp nó bị nên mình đó thay cho khách hết bốn cái phím mới nên này nó không bị nữa mọi người nhé. Nạ quá các bạn ạ, không thể nào là hẹn giờ được ở mức 1 giờ nữa, buồn cười kinh. Chẳng nhẽ lại chương trình phần mềm nó lại bị lỗi thành như này à? Bình thường lúc nãy mình ấn hẹn này là nó sáng cả hai cái này luôn, là 1 giờ và 2 giờ cùng sáng. Bây giờ là cái đèn 1 giờ không bao giờ sáng nữa mà mặc dù đèn không sao cả. Và bấm này. Đây là hẹn 6 giờ này. Sau đó ấn cái nó kêu kiểu khác là tít tít là tắt. Đấy, ấn cái đầu tiên là nó phải sáng cái 1 giờ đúng, sau mới nhảy lên cơ. Buồn cười ghê. Không sáng là hai nữa mọi người ạ. Mình có kiểm tra là thấy con tủ lọc 300V nó bị một con nó bị dỉ chân nên mình thay luôn cho khách con khác thôi. Rồi cái nữa nha, nhà con MSU này lập trình là cũng không có phím swin mọi người ạ. Mình có tắt này, mình có bật này, và mình có thử bật cái chế độ gió thoáng này nhá, thì nó cũng không được lập trình đó. Mà để chuyển dây chế độ gió thoáng ấy, thì là đang mổ mức 1, mức 2, mức 3 và mức đèn trên sáng thì là gió thoáng. Như vậy là chế độ gió thoáng nó tích hợp trong cái phím chuyển tốc độ đó mọi người nhá. Và cái nữa là swin thì không phải là có rồi, ấn không có tác dụng gì, không tiếng kêu tít tít gì cả mọi người ạ. Mình cứ nghĩ là nó phải có chân thừa cơ nhưng không có, nó không tích hợp trong con MSU luôn. Như vậy là vẫn là quạt Mitsubishi luôn, nhưng mà nó model khác nhau thì là cái chương trình lập trình nó trong con MSU này nó khác nhau các bạn ạ. Thôi giả người ta thôi, nguyên nhân cuối cùng con này là bị chập phím thôi, dẫn tới là không bấm được phím nào và nó nhảy loạn đèn đấy. Thế là khi nó chập ấy, thì nó lúc nó nhả lúc nó tiếp, lúc nó nhả lúc nó tiếp thì nó tự nhảy đèn nhé mọi người nhé. Còn con này mình chưa hiểu tại sao là nó mất cái hẹn giờ số 1. Buồn cười quá. Thôi chào mọi người nhé.